Chúc anh chị một cái ngày giao dịch nhiều thành công, gặt hái được nhiều thành công ạ. Sáng sớm hôm nay thì 24 tháng 2 cũng là ngày giao dịch cuối tuần, là một ngày giao dịch cuối tuần. Thì đầu tiên thì cái buổi trực tiếp hôm nay á, thì hôm nay á, thì em sẽ quay lại với cái câu chuyện là bắt đầu nói quay lại cái việc mà trao đổi về 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 các chuyên đề. Tuy vậy thì trước khi trao đổi về cái chuyên đề và về cái làm rõ cái câu chuyện là thị trường nó biến động trong những ngày gần đây á, thì đó cũng chính là cái cơ hội cho cái việc ứng dụng cái kiến thức về cái tính linh hoạt trong giao dịch chứ ạ. Thì trước khi nói về cái chuyên đề đấy thì em cũng xin được thông báo một vài cái ý như thế này. Cái thứ nhất là em xin được thông báo là sáng sớm ngày mai á, thì thông báo mà họp 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 nhóm vào sáng ngày mai thứ bảy 25 tháng 2. Cái địa chỉ là quán cà phê Bon 152 Nguyễn Công Trứ, sau lưng tòa nhà HOSE. Và cũng xin được trân trọng kính mời tất cả các anh chị em trong nhóm Mạnh Thường Quân. Các anh chị em hiện là broker ở tất cả các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư nằm ngoài nhóm có nhu cầu tham gia giao lưu để học hỏi, để tìm kiếm khách hàng hay là để nói chung là mỗi người có mục đích. Tuy vậy thì các thành viên ở trong nhóm Mạnh Thường Quân thì không có đóng phí, còn các thành viên ngoài nhóm thì sẽ đóng phí 100.000 đồng cho cái tiền nước của cái buổi giao lưu. Thì xin kính mời tất cả các anh chị em mà nếu có nhu cầu thì tham gia thì sẽ tham gia nhóm thì sẽ tới. Ok. Cái thứ hai nữa đó là cũng nhân tiện cái video này thì em xin được thông báo là nhóm cái câu lạc bộ tự doanh chứng khoán xin được tuyển à, được được tìm tìm năm minh chủ. Thì cái mục đích của cái việc tìm năm minh chủ này thì nó cũng vui thôi, bởi vì mấy hôm nay em ngồi em xem Tam Quốc Diễn Nghĩa nó cũng hay, cũng khá là hay. Thì mục đích là sẽ là phò tá minh chủ cho cùng nhau lập đại nghiệp, nhưng mà nói đúng ra là bọn em tìm minh chủ có một cái cách là nó hơi khác mọi người một chút. Đó là yêu cầu là hiện nay thì cái câu lạc bộ tự doanh chứng khoán bọn em đang tìm năm minh chủ, điều kiện là phải là đất đai của cái minh chủ này phải 1.000 mẫu, quân lính vài vạn, nói chung là quy ra tiền là tối thiểu là phải có 2 tỷ tài khoản NAV á. Cái điều kiện thứ hai nữa là gần đây thì là bị giặc ngoại xâm cướp đi không ít của cải, giết không ít binh lính, nó tương đương nó nói chuyện là đùa, nhưng mà đùa thật, nhưng mà là những cái người này phải có cái việc thua lỗ tương đương là 20 đến 30% trong vài năm trở lại đây. Cái điều kiện thứ ba mà bọn em muốn tìm kiếm á, đó là những người này đã có cái kinh nghiệm giao dịch tối thiểu là 5 năm nhưng mà vẫn có thua lỗ, vẫn bị thua lỗ, tức là có cái thời gian lập quốc là cũng là lâu rồi đấy ạ, tham gia thị trường lâu rồi nhưng vẫn còn thua lỗ. Thì bọn em cần tuyển, cần tìm chứ không phải là cần tuyển, cần tìm 5 người như vậy. Thì cái form mà bọn em để lại ở dưới đây này, đây chính là cái form mà nếu mà ai có nhu cầu thì điền dùm vào vào cái form ở phía dưới. Cái form mà em để lại thì nó không được đúng lắm nên em để lại phía dưới đây ạ. Anh chị vui lòng điền vào cái form ạ. Đây ạ. Chỉ 5 người thôi ạ, 5 người thôi. Chỉ 5 người thôi. Dạ ok. Có hai vấn đề chính về cái chuyện đó thì anh chị là nhớ giùm em, đó là sáng ngày mai thì chúng ta sẽ họp ở địa điểm mới. Đó là quán cà phê Bon 152 Nguyễn Công Trứ, sau lưng tòa nhà HOSE ấy. Bọn em sẽ đón anh chị bắt đầu từ 8 giờ. Sẽ đón anh chị từ bắt đầu từ 8 giờ. Thì kính mời không những anh chị em trong nhóm mà kính mời tất cả các anh chị em đang tham gia thị trường chứng khoán, đang là broker tại nhiều các công ty chứng khoán có nhu cầu tham gia để giao lưu học hỏi. Với những người ngoài nhóm Mạnh Thường Quân thì đóng phí 100.000. Đóng phí 100.000 cho cái việc họp nhóm, còn lại chủ yếu là anh em trong cái nhóm thôi.
Với cái thứ hai nữa là nhóm đang thông báo tìm minh chủ đấy ạ, tìm 5 người có vốn trên 2 tỷ, có vốn trên 2 tỷ. Gần đây trong vài năm gần đây thì thua lỗ từ 20 đến 30% và cũng đã chinh chiến trên thị trường từ 3 tới 5 năm rồi nhưng mà vẫn còn thua lỗ. Thì đó là hai ý bọn em muốn chia sẻ lại với anh chị. Anh chị thì vui lòng là like, chia sẻ hoặc bình luận giúp, để tiếp tục lấy động lực làm ạ. Đó là cái chuyện thứ hai, like, chia sẻ. Có anh em nào đó thì mọi ai mà có nhu cầu vào cái gọi là muốn làm minh chủ á thì đăng ký vào cái link gửi ở dưới á, Thắng để cái link ở dưới cái bình luận á, cho bình luận á. Thứ hai nữa là mấy anh em thì chia sẻ dùm cho vào hai câu lạc bộ, là cái câu lạc bộ là chứng khoán lướt sóng và bụi đời chợ chứng, để cho anh em được nhiều người cùng xem, cùng giao lưu, sáng mai sẽ giao lưu với nhau đông hơn, vui hơn. Đó là cái việc, hai việc việc mà em muốn thông báo. Cái thứ ba nữa là em xin được chia sẻ với anh chị về cái chuyên đề là thị trường gần đây, biến động có phần là khó lường. Nói chung là biến động phức tạp. Nhưng cái biến động phức tạp này nó là cái thứ để cho anh chị và chính bản thân bọn em học hỏi, ứng dụng cái kinh nghiệm về cái việc linh hoạt trong giao dịch. Linh hoạt hơn trong giao dịch. Em điểm cho anh chị thấy thị trường nhé. Thị trường giai đoạn gần đây nó diễn biến khá là phức tạp. Không muốn nói là không thể lường được. Trong khi những cổ phiếu của lít năm ngoái là hoa sen hợp phát thì giảm điểm. Sau cái nhịp điều chỉnh, sau cái nhịp đầu tiên của thị trường đó là gọi là sóng tăng xuyên Tết, được sự hỗ trợ khá là tích cực, rất là tích cực của ngành ngân hàng, thì trong khoảng tầm 5 tới 10 phiên gần đây, hai cái ngành chủ lực đó là sắt thép và ngân hàng điều chỉnh không hề không không hề không hề ít. Nhưng song trùng đó thì những cổ phiếu trụ gồm có Vietcombank, Masan, Bảo Việt, Vinamilk lại không tăng điểm để hỗ trợ thị trường, dẫn đến thị trường tăng tăng giảm trồi sụt. Trong cái điều kiện như thế thì các cổ phiếu nhỏ penny, đầu cơ, cổ phiếu rác tăng chóng mặt, tăng khá là mạnh, tăng chóng mặt luôn. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là em đang nhìn thấy những cái dấu hiệu trên trên biểu đồ ngày của chuyện bắt đầu cổ phiếu ngành thép ngừng giảm. Tiêu biểu là Hòa Phát. Hòa Phát nếu tính từ ngày 15 tháng 2 tới hôm nay là 24 tháng 2, tính theo ngày thì là 10 ngày, tính theo phiên giao dịch thì là 6 phiên giao dịch. Giảm từ 44.5 44.5 về 40.5, tức là mất 4 giá, tương đương với việc suy giảm 10%. Đó là Hòa Phát. Hoa sen thì ít giảm hơn nhưng không có nghĩa là không giảm. Hoa sen cũng kể từ ngày 15 tháng 2 giảm từ 51.2 và phiên hôm qua có thời điểm đã rớt về 46.9. Đó là hoa sen. Về ngành ngân hàng thì Vietcombank cũng có một đợt suy giảm không hề nhẹ. Cũng tính từ cái phiên mùng 9 tháng 2 tới hôm nay là 24 tháng 2, tương đương với lại 2, 4, 6, 8, 10 phiên giao dịch, giảm từ 39.7, 39.7, khá là xa, 39.7, 39.7 về 37.8. Đặc biệt có công thương và BIDV giảm cũng không hề ít. Với công thương giảm cũng không hề ít, BIDV giảm không hề ít. Đó là em điểm qua những cổ phiếu mang tính thị trường mà giảm giảm khá là nhiều. Bên cạnh đó thì lại quay lại lại có những cổ phiếu rất là tích cực, gồm có Đất Xanh, Hòa Bình, C2,
và cô tới công tăng điểm khá tốt trong cái nhịp vừa rồi, dẫn đến thị trường đan xen các ngành. Và đặc biệt trong những ít phiên gần đây có việc xuất hiện lại của cổ phiếu ngành bất động sản gồm có Novaland, Vincom hỗ trợ thị trường. Báo Việt cũng giảm không ít, không hề ít. Mạng hơi yếu hay sao ấy, em đang thấy dấu hiệu của cái mạng em hơi yếu. Có nghe được không anh chị? Anh chị có nghe được không ạ? Vui lòng để lại bình luận hoặc like hoặc là chia sẻ để em biết là anh chị vẫn đang nghe em trực tiếp ạ. Đúng không anh chị? Em điểm qua thị trường như thế để anh chị thấy rằng là thị trường nó đang diễn biến khá là phức tạp. Tuy vậy, trong hai phiên gần đây thì sau khi mà cái đợt ESOP của cổ phiếu ESOP của GAT về tới tài khoản thì việc hấp thụ rất là tốt trong 8 phiên trước đó đã đưa GAT tăng 2 điểm hai phiên liên tục hỗ trợ thị trường. Hỗ trợ thị trường. Ngoài GAT ra thì có thêm Novaland và Sabico hỗ trợ thị trường. Pharos thì còn cổ phiếu là nó mang tính chất gọi là trong những thời điểm mà giao dịch mà trầm lắng thì nó hỗ trợ thị trường cũng khá là tốt. Khá là tốt. Đúng không anh chị? Thực tế nó là như vậy, nó hỗ trợ thị trường khá là tốt. Hiện tại thì trong cái rổ danh mục những cổ phiếu có trọng số cao á thì hai phiên tăng điểm và gắt có khả năng vẫn còn tăng nữa. Hôm nay thì sẽ có sự hỗ trợ của ngành băng. Hỗ trợ sớm thôi, em dự báo ngành băng là dự báo sớm, điểm mua hợp lý là điểm mua có thể giá sẽ cao hơn giá hiện tại, nhưng mà đó mới là điểm mua hợp lý để giao dịch ngắn hạn. Để cho nó tích lũy cho nó phù hợp đi xem như nào. Sắt thép cũng vậy. Anh chị, những cái tư vấn của em là những tư vấn mang tính chất khách quan, hoàn toàn khách quan luôn. Để anh chị có cái tầm nhìn và đưa ra những cái quyết định giao dịch phù hợp. Những quyết định phù hợp. Hoàng Anh Gia Lai và Sacombank cũng là những cổ phiếu mà tạo nên những cái ấn tượng nhất định trong giai đoạn vừa rồi. Mặc dù những cổ phiếu này là những cổ phiếu từ dưới mệnh giá đi lên, nhưng em vẫn đánh giá nó có vai trò nhất định. Bởi lẽ những doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh, có làm ăn và có báo lời báo lỗ. Ngoại trừ trên thị trường có những cổ phiếu là giấy lộn anh chị. Tất nhiên, giấy lộn cũng có phương pháp để chơi với giấy lộn. Nhưng những người đủ sành, đủ hiểu, đủ mà thời gian trải nghiệm với việc mất mát đau thương thì giao dịch với những cổ phiếu đó mới được. Em lấy ví dụ như gần đây em có giao dịch STB và Likuji. Mọi người bảo là nó là giấy lộn đi lên. Thực ra không phải. Likuji là một doanh nghiệp khá là tốt. Ví dụ thế. Sacombank cũng là một ngân hàng. Ngân hàng Sacombank ngày xưa là của anh Đặng Thành Tâm, à anh Đặng Văn Thành ấy. Khá là tốt chứ không phải là không. Hoàng Anh Gia Lai thì sau cái bê bối mà nợ 38.000 tỷ thì vừa rồi đây được được tái cấu trúc rồi, ổn hơn rồi. Ổn hơn rồi. Cơ bản là như thế. Thì chính vì những cái thứ em vừa trao đổi nên là trước đây một thời gian cách đây khoảng tầm 10 phiên giao dịch em có cảm nhận đến thị trường đến cái vùng cực đại và có khuyến nghị, và chính bản thân mình cũng có đứng ngoài thị trường trong một vài phiên. Nhưng mà cái linh hoạt trong giao dịch như bọn em là dân chuyên á, khá là linh hoạt, giao dịch rất là linh hoạt. Nhưng còn những anh chị em mà ít kinh nghiệm, non tuổi nghề thì việc linh hoạt dễ chừng nó sẽ là tai họa. Nên cái việc ứng dụng cái linh hoạt này cũng cần phải có những hiểu biết, những cái kiến thức nhất định. Và cũng là xoay quanh cái câu chuyện của việc xác định rõ ràng cái tư duy, cái linh hoạt thì em muốn chia sẻ thêm nó như thế này. Với một nhà đầu tư dài hạn em tính từ 1 đến 3 năm anh chị. Thì họ nhìn nhận vấn đề trên góc độ là doanh nghiệp, tức là sự tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp theo từng quý, từng năm, và họ nhìn nhận cái kỳ vọng dài hạn và nó thể hiện những cái nhìn nhận đó. Nên là họ quan tâm rất là mật thiết tới doanh nghiệp.
tới kết quả kinh doanh, tới kỳ vọng lợi nhuận, tới báo cáo tài chính, tới những hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm. Thì với những nhà đầu tư như vậy, nó gọi em ví nó là sử dụng một con dao để mổ voi, mổ con voi, anh chị cứ mặc định như thế đi, mổ con voi, tức là dài là gọi là to lớn là voi. Một cái nhà đầu tư trung hạn thì người ta nhìn nhận vấn đề ngắn hơn. Thời gian đầu tư chỉ từ 3 tháng tới 6 tháng, họ sẽ tận dụng vào những cái đặc điểm ngành, đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp, những tin tức thị trường liên quan mang tính trung hạn. Rồi cái chu kỳ mùa vụ của doanh nghiệp để họ đầu tư và mua bán, tận dụng các cái điểm rơi, gọi là các cái sóng trung hạn, một năm có một vài sóng để họ giao dịch. Và họ nhìn nhận lợi nhuận tích cực theo các tháng, các quý. Em gọi là dùng một con dao để mổ lợn, mổ bò, mổ lợn thôi, mổ lợn, mổ lợn, mổ gà. Còn những người mà đầu tư lướt sóng thì về bản chất nó là người đi buôn, mua bán giao dịch từ 3 phiên tới 10 phiên, thậm chí là từ 3 phiên tới 15 phiên, tức là dăm bữa nửa tháng. Bản chất doanh nghiệp trong ngắn hạn gần như không thay đổi. Họ giao dịch như vậy là về mặt kỳ vọng về giá. Giá trong ngắn hạn tăng hoặc giá trong ngắn hạn giảm. Vậy gần như là đi buôn chứ không phải là đầu tư. Đây là những gọi là những trader. Đây là những trader. Thì em ví như là dùng cái kim để làm thịt con chim. Những người như thế nó là cái tính nhạy bén, linh hoạt, rất là nhanh, họ mua bán lướt rất là khéo léo, nhanh, nhanh chóng và linh hoạt. Thì ba vấn đề là ở đây chúng ta cần phải làm rõ là chúng ta đang dùng con dao nào cho việc làm nào. Nếu chúng ta mà linh hoạt nhưng thiếu cái phân biệt rõ ràng thì dùng con dao để mổ con voi, tức là nhìn nhận về doanh nghiệp dài hạn để mua bán ngắn hạn, thì anh chị không thể dùng được. Dùng con dao lớn để mổ con voi mà lại đi làm thịt con chim thì không bao giờ có gì để làm được. Hoặc ngược lại, dùng cái kim để mổ thịt con chim mà đi xẻ thịt con voi là không thể xẻ được, đúng không ạ? À? Anh chị mua ngắn hạn mà anh chị lại các KPI của anh chị kỳ vọng lại là sử dụng cho chuyện là đầu tư dài hạn. Và cũng từ đó dẫn đến câu chuyện khi anh chị chốt mua sai, gọi là trading sai, giao dịch ngắn hạn sai, bảo thủ, kém linh hoạt, không chịu cắt lỗ, không chịu dừng lỗ, lợi nhuận ngắn hạn được khoảng 5%, 10%, 20%, lại sử dụng cái chuyện của doanh nghiệp dài hạn, bấu víu của doanh nghiệp, vẽ ra viễn cảnh của doanh nghiệp để không chịu chốt lời. Cũng giống như anh chị giao dịch ngắn mà lại kỳ vọng dài. Bản chất mất ban đầu nó đã sai rồi. Nhưng những người giao dịch dài hạn thì những cái biến động ngắn hạn sẽ không nên bị ảnh hưởng, bởi vì mình nhìn nhận vấn đề của doanh nghiệp theo dài hạn, tính theo bằng quý, bằng năm. Những dao động ngắn hạn không có ý nghĩa gì với cái tư duy đầu tư của dài hạn. Vì vậy em đang muốn nói ở đây là cái sự linh hoạt và sự phân loại rõ ràng cái câu chuyện là thế nào là ngắn, thế nào là dài. Dùng cái KPI của, tức là dùng những cái gọi là cái kế hoạch của người đầu tư dài áp dụng cho cái việc giao dịch ngắn hạn cũng sai, mà sử dụng cái chuyện đầu tư ngắn hạn mà lại tư duy cái kế hoạch của người đầu tư dài hạn cũng không đúng, đúng không anh chị? Đúng không ạ? À? Anh chị phản hồi giùm em xem là có anh chị nào có ý kiến khác không ạ? À? Cái linh hoạt ở đây nó là như vậy. Rất nhiều người không làm rõ chuyện này, phần lớn các anh chị giao dịch không làm rõ chuyện này. Những tin tức ngắn hạn thì nó, giả sử ví dụ như là sắp tới tin A, tin B, tin C, D trong vòng một vài tới, ETF chẳng hạn, nó chỉ có tác dụng đối với nhà đầu tư trading ngắn hạn thôi, nó ảnh hưởng đến ngắn hạn thôi. Một vài cái tin tức gọi là lợi nhuận sắp tới, hay là ví dụ vài cái tin đồn, nó chỉ ảnh hưởng đến dân trading thôi. Còn những nhà đầu tư mà 1 năm đến 3 năm, các quỹ đầu tư họ đầu tư chiến lược 10 năm, thì những cái tin tức và những cái biến động ngắn hạn của thị trường không hề có một chút ý nghĩa gì đối với họ cả. Vậy chúng ta vào thị trường là để đầu tư ngắn hạn hay để đầu tư dài hạn? Chúng ta phải làm rõ. Để tránh trường hợp hỏi em hay là tư vấn nhóm câu lạc bộ tài chính chứng khoán
nên bán hay nên mua? Bản thân bọn em không biết danh mục của anh chị là như nào và tư duy ban đầu của chuyện khi vào lệnh là tư duy mua ngắn hạn hay mua dài hạn, dùng trading ngắn hạn hay là đầu tư dài hạn chiến lược, không phân biệt rạch ròi chuyện đó, rất khó cho câu chuyện tư vấn điểm bán và chắc chắn là không thể tư vấn điểm bán được. Đó là điều thứ hai em cũng xin muốn chia sẻ với anh chị như thế. Ngừng một chút anh chị. Em bị nghiện á, nghiện nghiện like, nghiện chia sẻ và nghiện bình luận. Hiện tại mới có 58 cái like thôi. Hôm nay em sẽ ngồi trực tiếp trong quá trình giao dịch với thị trường đến khoảng 10 giờ buổi sáng. 10 giờ buổi sáng để cho để các anh chị vừa để em ngừng một chút để em quan sát thị trường thôi anh chị ạ. Bởi vì vừa nói thì em cũng vừa muốn được quan sát thị trường, xem tình hình thị trường nó như thế nào. Ok, anh chị vẫn 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 đang theo dõi em trực tiếp đúng không ạ? Em nói tiếp ạ. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa anh chị là có nhìn nhận thấy cái vấn đề em đang đang nói là nó là như thế nào chưa? Nó sẽ ảnh hưởng tới cái mấu chốt. Nó giống như cái câu chuyện của anh chị ấy, là những cái việc hàng ngày thì không có giải quyết, cái tài khoản, cái danh mục của mình đang lỗ đang lãi như thế nào đang không quan tâm, nhưng lại nhìn nhận cái thị trường có một cổ phiếu A nào đó ví dụ Hòa Bình chẳng hạn, bản thân trong danh mục của mình không có Hòa Bình nhưng mà nhìn thấy Hòa Bình nó tăng sốt ruột và cảm thấy là cái trạng thái cơ thể là lúc nào cũng cồn cào, cảm thấy là sao mình ngu thế không mua vào cổ phiếu đấy cho nó tăng bằng bằng lần nhiều. Đó là thực tế là nó giống như một câu chuyện em ví von đó, là vợ của mình thì không quan tâm nhưng mà nhìn sang thằng hàng xóm có cô vợ đẹp là cứ để ý của hàng xóm thôi, còn nhà mình mặc kệ. Mày có nấu cơm hay là mày có cố chăm sóc chồng hay là cố chăm sóc người trong gia đình tốt thì cũng không cần quan tâm. Anh cứ để ý đến cái con vợ hàng xóm là nó đẹp. Như vậy là nó không đúng. Nó đúng phải là phải quan tâm đến cái danh mục ở trong 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 tài khoản của mình nhỉ. Chiến lược phải nghiên cứu lại cái chiến lược ban đầu của mình như thế nào. Mình không rõ ràng cái chiến lược ban đầu, không đưa ra kế hoạch rõ ràng thì cũng giống như cái câu chuyện là cứ ngồi để kỳ vọng vào tương lai. Mong rằng 3 năm tới ta sẽ giàu nhưng mà những việc hàng ngày thì không chịu làm. Những việc hàng ngày không làm, những cái vấn đề gọi là liên quan đến những cái hành động hàng ngày. Thấy nhiều người bảo em bảo sao mày hay trực tiếp thế, hay làm việc này hay làm việc kia thế. Những việc hàng ngày không phục vụ tốt, không làm tốt thì làm sao có kỳ vọng cho tương lai được. Cũng giống như các anh chị đầu tư mà danh mục của mình thì không quan tâm nhưng mà chỉ đi ngồi để khi quan tâm. Bởi vì ở trong cái ngành chứng khoán này nó tiềm ẩn một cái dấu hiệu của chuyện là lòng tham, nó bắt nguồn từ cái chuyện là cái tính cờ bạc ở trong chứng khoán đấy, đúng không anh chị? Đúng à? Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa anh chị cũng phải nhìn nhận rất là rõ ràng ở trong giai đoạn gần đây, đó là thanh khoản thị trường đang tăng lên rất là tốt, rất là tích cực, tăng lên một cách cực kỳ tích cực luôn. Và em chưa chưa đưa ra được cái kết luận cho cái câu chuyện thanh khoản tăng gần đây nó là của câu chuyện gì? Của chuyện tạo đỉnh hay là của chuyện gọi là tích lũy cho một chu kỳ đúng như dự báo của cây của hầu hết các chuyên gia tài chính. Đó là lịch sử lặp lại 10 năm 2007 2017. Và hình như đâu đó đang tiềm ẩn cái câu chuyện lịch sử sẽ lặp lại. Nếu với những nhà đầu tư dài hạn, các anh chị cứ yên tâm ngồi và chờ đợi. Đối với những nhà đầu tư trung hạn thì có thể tranh thủ những cái nhịp tăng dài để chốt bớt lợi nhuận, chờ đợi một cơ hội mua vào. Với những nhà đầu tư ngắn hạn thì khỏi cần phải 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 phải, phải tư vấn nữa, bởi vì đã là đầu tư ngắn hạn, đã là trading thì sự linh hoạt của họ rất là cao. Thì có hai cái giải pháp tại sao hôm nay bọn em lại có đi đăng cái mục thứ hai là thông báo tìm minh chủ á. Bởi vì trên thị trường này chỉ có hai cái dạng thức. Một là phải đầu tư rất nhiều thời gian để tự mình giao dịch. Và một dạng nữa đó là không làm gì hết mà chỉ chuyên tâm vào chuyện quản trị chiến lược, tức là quản trị nhân sự. Kiếm một người, kiếm một 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 một, một gọi là một trading tốt, một chuyên gia tốt để giao phó và quản lý, gọi là quản trị chiến lược.
Anh chị có thể tự quản lý tài khoản của mình hoặc sử dụng việc giải pháp quản trị chiến lược. Tự quản lý thì cũng phải thật là giỏi, và quản trị chiến lược cũng phải tìm được một người, một nhóm, một tổ chức thực sự đủ tầm, đủ tâm, đủ tầm. Có hai cách đó thì mới tạo ra được lợi ích. Đừng coi nó là một cái nghề tay ngang. Chứng khoán không phải là nghề tay ngang. Nếu anh chị chỉ nghĩ nó là một nghề tay ngang thì phải tìm một số cái giải pháp đặc biệt, đặc thù cho riêng mình, phù hợp với tính cách, hành vi của mình và đặc điểm nghề của mình nữa. Phải tìm một cách riêng của mình qua việc tổng hợp tất cả các kiến thức, các chia sẻ mà bọn em chia sẻ cho các anh chị để tìm ra một cái giải pháp riêng của mình thì mong mới thành công được. Còn đừng mong chờ đón những cơ hội mang tính chất bất thường, giàu lên nhanh chóng. Em nghĩ rằng là khó anh chị. Khá là khó đấy anh chị. Cũng giống như là một bác sĩ không học hành, không nghiên cứu, không tìm kiếm mà lại mong rằng là vật con người ta ra mổ cắt, chắc chắn cắt nhầm, chắc chắn cắt nhầm, cắt sai, thậm chí giết người. Hay giống như một anh kỹ sư tin học cũng thế, không chịu cập nhật các cái ngôn ngữ lập trình mới nhưng lại muốn mức lương cao nhất, trong khi đó công nghệ thông tin thì thay đổi từng ngày. Thì làm sao các tổ chức tài chính, các tổ chức mà thuê mướn các cái kỹ sư công nghệ, họ có thể sẵn sàng trả mức lương cao khi trình độ của anh có giới hạn? Bây giờ anh chỉ có mỗi lập trình được C cộng cộng hay là C thôi, mà Java thì anh không biết, rồi những cái chữ gọi là cái ngôn ngữ lập trình mới bây giờ anh không biết, thì làm sao anh có thể là mức lương cao được? Thế vậy là trong cái nghề nào cũng phải có những người gọi là giỏi, giỏi nhất nghề, cố gắng là người gọi là đứng đầu trong ngành, thì anh dù ngành nghề nào cũng có cái sự thành công nhất định của nó. Và gần như xã hội hiện đại bây giờ đó là học hỏi không ngừng. Tại sao lại phải học hỏi không ngừng? Em chia sẻ ngoài chứng khoán một chút, bởi vì gần đây em thấy rất nhiều các video của các anh chị á, chia sẻ về cái mặt lĩnh vực cuộc sống á, lĩnh vực cuộc sống á, nó cũng khá là hay. Nhưng đây em vừa liên kết với việc là làm ăn kinh doanh thực tế và cái việc chia sẻ cuộc sống luôn. Đó là sao lại tại sao chúng ta phải học hỏi không ngừng? Bởi vì ngày xưa ở quê nhà em á, một người mà có bằng đại học á là đã là ghê gớm lắm rồi. Thì khi mà có bằng, có trình độ đại học thì gần như là ra trường có việc làm, có công ăn việc làm tốt. Nhưng bây giờ thưa với các anh chị là đã phổ cập đại học rồi. Cái bằng đại học bây giờ không còn nhiều ý nghĩa như ngày xưa nữa. Thậm chí là có đua nhau để học thạc sĩ hay tiến sĩ thì cũng không ý nghĩa nhiều nữa. Mà bây giờ nó nặng về vấn đề là anh có làm được vấn việc không? Mà muốn làm được việc thì chúng ta lại phải học hỏi không ngừng. Và bên cạnh đấy nữa thì xung quanh chúng ta số lượng con người, tức là dân số thì càng ngày càng tăng. Áp lực của những người bên cạnh mình càng ngày cũng càng giỏi. Vậy cũng giống như là em lấy ví dụ là một cái quần thể sinh sinh vật ở trong một khu rừng thì phải cạnh tranh nhau, phải cạnh tranh nhau để sinh tồn. Thì con người cũng là vậy thôi, phải cạnh tranh nhau một cách lành mạnh. Ở đây không phải là chém giết nhau hay là cướp giật nhau để tồn tại, mà là cạnh tranh nhau một cách lành mạnh để sinh tồn. Thì buộc anh phải học, phải nghiên cứu để giỏi hơn những người xung quanh, mong rằng anh mới có những thành công hơn những người xung quanh. Cũng vậy thôi. Và anh là chuyên viên tài chính cũng vậy thôi. Anh không học, anh chỉ muốn là ăn tục, nói bậy. Gọi là hoặc là tiêu khiển mà lại mong muốn thành công thì không thể thành công được, đúng không ạ? Quay lại vấn đề thị trường thì hôm nay tại thời điểm này thị trường đang tăng 0,58 điểm, lực tăng đến từ Sabico đang hỗ trợ thị trường, Cotecom đang hỗ trợ thị trường, Hoa Sen ngừng giảm tăng lại 0,4, Hòa Bình tiếp tục tăng 1,75 vượt vùng 50 lên 51,5, và đúng như dự báo của em khả năng cao sẽ vượt về vùng 60 trong vài phiên tới. Đang tăng rất là nhanh, rất là tích cực. Ngoài ra thì Kinh Bắc cũng ngừng giảm, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục tăng, đất xanh khả năng phiên này sẽ là một phiên tăng khá là tốt. Những cổ phiếu gọi là trọng điểm của thị trường mà anh chị đang khá là quan tâm thôi, còn đi tùy vào từng danh mục thì anh chị vui lòng hoặc là inbox hoặc là tham gia các nhóm để bọn em có cơ hội được 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 cùng làm việc với các anh chị.
được cùng thuyền với các anh chị, được chèo lái cái con thuyền cùng với anh chị. Nó gọi là giống như em vừa nói á, mục đích là để phò tá các anh chị. Bản thân bọn em là dân tư vấn, mục đích của bọn em là để phò tá các anh chị cùng nhau tạo nên cái lợi ích, cũng giống như trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa là để phò tá Minh Chủ cùng nhau lập đại nghiệp. Lập đại nghiệp. Nhưng mà tại sao Hợp Khổng Minh, tại sao Khổng Minh không chọn Tào Tháo? Lúc đấy là đang có rất nhiều đất, rất nhiều nhà. Tại sao không không sang với Tôn Quyền? Lúc đấy là có cái gọi là cái dòng sông Trường Giang nó cách biệt, mà Tào Tháo lại chọn, à là Khổng Minh lại chọn Lưu Bị. Bởi vì Lưu Bị có nhân nghĩa, có nhân nghĩa. Nhưng bên cạnh đấy nữa thì Lưu Bị thực ra lúc đó là chưa có gì cả. Bọn em đang tìm khoảng 3 người đăng ký vào cái group của bọn em á. Đó là những người có vốn một chút, có vốn một chút, có vốn thì mới tạo ra lợi nhuận được. Nhưng mà với điều kiện là lâu nay làm ăn thua lỗ và đã làm ăn, tìm mọi đủ phương cách rồi mà vẫn không tìm ra cái giải pháp cho cái câu chuyện sinh lại lợi nhuận, tìm kiếm lại lợi nhuận, thì tham gia với bọn em. Tôi không quan trọng đâu nhỉ, em không quan trọng các anh chị đang giao dịch ở đâu. Bắt tay lại, chúng ta cùng cùng win win, cùng win win. Không hứa là sẽ đem lại lợi ích, không hứa là sẽ đem lại lợi ích một cách gọi là siêu phàm giống nhiều những người giỏi trên thị trường này. Nhưng bọn em sẽ dừng chuyện lỗ của anh chị là điều chắc chắn dám hứa. Tiếp tục sẽ tạo ra những cái biên lợi nhuận từ nhỏ 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 lớn dần cho các anh chị, và tìm ra cho anh chị một cái giải pháp phù hợp với tính cách, phù hợp với công việc và nghề nghiệp của anh chị. Chứ không thể để cái tình trạng là vốn thì trên 2 tỷ mà cứ mỗi năm là thị trường nó ăn mất 30 300 triệu. Nhiều nhiều lắm, trên thị trường này nhiều trường hợp như vậy lắm. Có thiệt đấy anh chị, có nhiều lắm luôn á. Và cuối cùng là phải tự mình là động viên mình, đó là bỏ tiền vào chơi cho vui. Bỏ tiền vào chứng khoán, bỏ tiền vào đầu tư tài chính là để kiếm tiền, không phải để cho vui. Cho vui thì bỏ vào làm gì, nhức đầu, mệt óc, thậm chí có những lúc mà mất mát nhiều á, cơm cũng không muốn ăn nữa anh chị, cháo còn chẳng muốn húp nữa. Thế mà sao lại bỏ tiền vào cho vui? Không có ai cho vui hết. Nên là những người đó, bọn em cần những người đó, bọn em có kinh nghiệm trong những cái câu chuyện giải quyết cái vấn đề mà bọn em nói đó, thì bọn em sẽ làm và cấu trúc lại danh mục cho các anh chị, cấu trúc lại về cái phương pháp đầu tư cho anh chị. Nó giống như anh chị đang biết chơi bóng bàn rồi, biết chơi tennis rồi, nhưng cái chơi lâu nay các anh chị chơi đó là bột phát. Bỏ hết tất cả những cái thứ đó đi. Chúng ta cùng nhau học lại từ đầu. Từ những bước gọi là cách ra vợt như thế nào, gọi là ra vợt như thế nào, gọi là vía như thế nào, đánh những bước đầu tiên như thế nào, thì mong rằng mới thay đổi được cái hành vi, cái tư duy được. Ok ạ. Thứ bảy tuần này thì chúng ta sẽ chia sẻ về hai vấn đề, đó là vấn đề thứ nhất đó là hành xử như thế nào trong những giai đoạn thị trường biến động bất thường tại vùng mà giao dịch gọi là căng cứng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là đầu tư mua bán ngành nghề nào, cổ phiếu nào trong những tháng còn lại của năm 2017. Dựa vào việc phân tích và tổng hợp các báo cáo ngành, báo cáo chiến lược. Hiện tại bây giờ bọn em đã có báo cáo ngành, báo cáo chiến lược của 4 công ty rồi. Sẽ tổng hợp và tìm ra cái sự đồng nhất của các công ty và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vấn đề đó. Em có mời tới có chuyên gia lợi ở RSI. Có thể em sẽ mời thêm một chuyên gia nữa của Maybank Kim Em, đó là anh Phan Dũng Khánh. Có thể thôi anh chị, có thể. Nếu được nữa thì sẽ mời 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 thêm một một cậu em khá là trẻ, đó là cậu Nguyễn Sử Ngọc Sinh ở HSC. Sẽ cùng chia sẻ với, bởi vì cậu Sinh là một trong những cậu mà em đánh giá đó là một 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 lính chiến kỳ cựu luôn trên thị trường. Còn ít tuổi, sinh năm 90, 91 gì đấy. Nhưng mà có những thời gian chinh chiến trên thị trường. Đây có thể được gọi là một triệu tử long của Tam Quốc Diễn Nghĩa đây anh chị. Cái này là nói, đây là chia sẻ thật. Đây có thể được gọi là một triệu tử long của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bởi vì tuổi đời thì ít nhưng thời gian chinh chiến trên thị trường không hề ít. Sẽ chia sẻ của anh chị, em sẽ mời bạn này, bạn Nguyễn Sứ Ngọc Sinh, hay hay nói chuyện trên VITV á.
Có đấy, có nhiều lần nói chuyện trên VITV. Và cái buổi hôm họp tuần này em sẽ trực tiếp trên Facebook luôn cho tất cả mọi người có điều ở xa có điều kiện xem. Tất nhiên em sẽ trực tiếp khoảng 1 phần 3 khoảng thời lượng lúc nào mà hay nhất thôi. Còn lại những cái việc chia sẻ riêng thì chúng ta phải gặp nhau tại cái buổi giao lưu tại 152 Nguyễn Công Trứ. Anh chị mà rảnh thì tham gia với bọn em cho vui. Những người bất kỳ ai cũng có đều tham gia đam mê cũng có thể tham gia. Vui lòng lưu ý là chưa thuộc nhóm mạnh thường quân thì đóng phí 100 ngàn cho kế toán, cho cộng tác viên để bọn em có kinh phí để trả tiền cà phê cho các anh chị. Nếu anh chị nào mà là sinh viên á thì đóng 50 ngàn. Nếu là sinh viên thì đóng 50 ngàn để trả tiền chính tiền cà phê cho các anh chị hôm đó luôn, bởi vì tại quán cà phê Bon. Anh chị ok. Hiện tại thì có mỗi 87 cái like thôi mà có đến 150 người, 140 người đang xem á. Mọi người like cho em phát ạ. Em đang nghiện like quá. Đó là cái vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là hôm nay thị trường đang có cái việc là ổn lại, tích cực hơn để mua. À, thêm một vấn đề nữa mà em muốn được chia sẻ luôn cùng với anh chị ở xa. Có nhiều người, các nhiều anh chị ở nhiều bạn ở gần, gần như là đã biết, nhưng mà các bạn ở xa, những anh chị ở xa thì không biết. Đó là dự báo danh mục vào ETF. Ngày mùng 3 tháng 3 sẽ công bố của FTSE. Thì trên tường của em đã đăng ở đó anh chị. Khả năng cao là sẽ thêm mới Hòa Bình, Đất Xanh và Faros. Faros được mua vào khoảng 3 triệu cổ phiếu tương đương với 450 tỷ. Và việc bán ra những cổ phiếu mà trên cái tường của em có đăng ấy, đó là cái tài liệu em tham khảo ở trên mạng. Em sưu tầm. Anh chị xem lại cái đó để có căn cứ, để không có gì bất ngờ nhiều trong cái kỳ cơ cấu này. Em muốn anh chị biết được thông tin để không có gì quá bất ngờ trong cái đợt cơ cấu ETF vào ngày 17 tháng 3 sắp tới. Mùng 3 tháng 3 thì FTSE nó sẽ công bố chính thức. Đúng hay sai của chuyện dự báo thì rõ ràng hơn. Mùng 10 tháng 3 sẽ là thằng VanEck VNM, nó là gọi là VanEck, nó sẽ cũng công bố luôn. Và có bắt đầu sắp tới đây thì cũng giống như là cái bài chia sẻ của nhiều video trước á, em muốn chia sẻ thêm một vấn đề khá là trọng yếu chủ chốt mà hôm bữa ở như Vũng Tàu ngồi ngoài bờ biển em có nói, nhưng mà tại không có máy tính nên em cũng không nói được nhiều. Đó là cái tư duy của kinh tế thực, cái việc mà gọi là tư duy phân tích của kinh tế thực ảnh hưởng đến việc đầu tư chọn ngành. Tất nhiên các công ty chứng khoán đã có dự báo ngành, nhưng đó dự báo cũng chỉ là dự báo. Các doanh nghiệp họ cũng là đứng vai trò là pháp nhân, là công ty chứng khoán, nhưng cũng là những người phân tích giống như bọn em. Đó là nó cũng tiềm ẩn rất nhiều cái góc nhìn, đó là tư duy cá nhân của một nhóm phân tích, nó không phải là quyết định mua bán đâu anh chị. Vì vậy nên là em đưa ra cái tư duy chung để anh chị suy nghĩ và tìm ra cái giải pháp và định hướng, có khi còn đúng hơn cả các báo cáo phân tích của các doanh nghiệp nữa. Là như thế này, năm 2016 thì anh chị nhìn thấy rõ rồi, hai ngành chủ đạo tăng đó là ngành xây lắp và ngành vật liệu xây dựng. Cũng năm 2016, cái việc làm mà nhiều nhất, quan trọng nhất đó là bất động sản nóng lên, tái cấu trúc các ngân hàng, đúng không anh chị? Chuyện này là anh chị xác nhận cho em là có đúng không ạ? Sang năm 2017 thì những cái việc đã làm, đang làm của năm 2016 sẽ có ảnh hưởng tích cực tới năm 2017 và những năm tiếp theo. Cấu trúc các ngân hàng thì tại sao các cấu trúc các ngân hàng, tái cấu trúc các ngân hàng, nợ xấu của các ngân hàng được bán về cho VAMC, và các ngân hàng nào xấu đã được tái cấu trúc khá là tốt trong năm 2016 thì năm 2017 có công xây thì sẽ có thành quả thôi, các ngân hàng sẽ tốt lên thôi. Ví dụ như năm 2016 là riêng như Vietcombank là đã trích lập dự phòng hoàn toàn, gần như hết cái cục nợ xấu, trắng nợ. Các ngân hàng khác cũng sẽ theo đuôi. Anh Vietcombank đi trước thì các ngân hàng khác cũng sẽ theo đuôi thôi. Đó là chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba nữa, các anh chị cũng phải nên nhớ, nên hiểu cho em là kiểu gì thì cũng phải có cơ chế xử lý nợ nợ xấu, hoặc là chờ cho nợ xấu chuyển từ xấu thành không xấu mấy và thành nợ tốt. Nhưng cách đó rất là lâu.
Cái thứ hai nữa là phải có một cái quy chế. Sắp tới thì sẽ khả năng sẽ bàn tới câu chuyện sẽ có một cái pháp chế để cho câu chuyện xử lý nợ. Bởi vì gần đây em vẫn được biết rằng mặc dù được nhận được sự thỏa thuận đồng ý của chủ nợ, nhưng các ngân hàng vẫn thiếu những cái cơ chế cụ thể để xử lý cái nợ xấu. Nếu xử lý được thì hoàn nhập dự phòng sẽ tạo ra những cái lợi nhuận khá là kinh khủng cho các ngân hàng. Cái thứ ba là các anh chị phải quan tâm nữa, đó là chuẩn bị sắp tới đây sẽ nâng cái hạng gọi là cái chuẩn mới của ngân hàng lên 3 sao 2. 3 sao 2 thì đồng nghĩa với các anh chị là phải hiểu là nó phải tăng vốn. Tăng vốn thì mới đạt chuẩn để nâng lên 3 sao 2, cộng với việc những cái quy chuẩn về nợ thì nó sẽ phức tạp hơn. Tuy vậy, nó sẽ kiểm soát về mặt rủi ro cho các ngân hàng, tốt về mặt dài hạn. Cái thứ ba nữa anh chị phải nên nhớ thêm nữa, đó là sắp tới đây cái thông tư 39 á, về cái câu chuyện là cho phép được thỏa thuận cả về 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 cho vay và thỏa thuận cả về cho huy động, tức là cho vay với một cái lãi suất thỏa thuận, và việc các ngân hàng có đồng ý vay các cái tổ chức đó với khoản tiền lớn không thì sẽ được thỏa thuận với nhau trên bàn làm việc. Và ngược lại, cái việc mà ngân hàng cho các doanh nghiệp vay cũng vậy, thì nó sẽ có tiềm ẩn một câu chuyện sẽ tăng cái dư địa lợi nhuận cho các ngân hàng. Đó là câu chuyện mà sẽ đi xuyên suốt năm 2017. Đây là tư duy nhận định của nhóm câu lạc bộ tư doanh chứng khoán của bọn em về ngành ngân hàng. Ngành bất động sản năm 2016 rõ ràng rằng là không có anh bất động sản thì làm gì có anh nào tiêu thụ sắt thép, làm gì có anh nào tiêu thụ nhựa, làm gì có những anh nó tiêu thụ xây lắp. Không có anh có nhu cầu xây thì làm gì anh xây lắp, làm gì có tiền. Và rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy ngành xây lắp Cô Tích Công, Hòa Bình đã tạo nên những cái đột biến từ việc kết quả kinh doanh. Ngành Hoa Sen, Hòa Phát và các công ty nhựa, các công ty liên quan tới vật liệu xây dựng đã có những một năm 2016 nhiều thành công. Thì bây giờ đương nhiên đến lúc để gặt hái thành công, đó là các công ty bất động sản họ phải bán được sản phẩm, họ phải thu được tiền thì mới có tiền để trả cho mấy anh kia. Thì đương nhiên câu chuyện rõ ràng nhất đó là đất xanh đã bốc lợi nhuận, Nam Long đã bốc lợi nhuận. Và những doanh nghiệp gọi là phân khúc cao cấp hơn gồm có Novaland, Vincom, họ sẽ bốc lợi nhuận thôi. Thì đương nhiên năm 2017 sẽ là năm rất nhiều cái điểm sáng ở bất động sản. Nhưng muốn hay không muốn thì cái câu chuyện cuối cùng là anh bất động sản muốn xây thì phải vay ngân hàng. Làm gì không có tiền đối ứng của ngân hàng, không có tiền của ngân hàng cho các con nợ là người mua nhà, mua đất, không có anh ngân hàng đứng ra cho vay thì đừng nằm mơ ngành bất động sản phát triển được. Vậy ta nói quay đi quay lại thì phải là ngân hàng phải vững phải mạnh thì nền kinh tế mới vững mới mạnh được. Em cắm cái pin cái đã. Đúng không anh chị? Ngân hàng phải vững trước, phải mạnh trước thì nền kinh tế mới vững mới mạnh được. Thì đó là cái phân tích gọi là nghe nó có vẻ là hơi lòng vòng nhưng thực tế bản 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 chất sự việc nó là như vậy. Em cắm pin cái nó hết hết pin anh chị. Vẫn đang tiếp tục với câu chuyện đang ngồi nói chuyện với anh chị thì cũng vui thôi. 43 phút rồi. Em thì em nói nhiều vấn đề lắm. Anh chị lưu tâm cho em một cái vấn đề nữa, đó là ngành hạ tầng. Hạ tầng và một số ngành gọi là bán lẻ. Chúng ta đang có dấu hiệu của câu chuyện siết chặt đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ. Có đấy. Và anh chị còn nghe thấy câu chuyện là vừa rồi Ấn Độ, một công ty của Ấn Độ, thực ra nó là đại diện cho Bộ Quốc phòng của Ấn Độ muốn mua lại núi pháo. Và một thêm một câu chuyện nữa em muốn chia sẻ ở bữa cái buổi ngày mai, đó là vấn đề định hướng nâng hạng thị trường. Tất cả những vấn đề đó nó mới là mấu chốt của thị trường chứng khoán, đúng không anh chị? Đúng ạ. Em nghỉ một chút 2 phút để xem lại thị trường xem như thế nào. Thị trường đang đỏ lại. Đang đỏ lại. Thị trường đang đỏ lại. Và buổi sáng hôm nay em có một cái bài viết về câu chuyện điểm mua.
Thì anh chị nên mua từ ngày 28 đến mùng 3 tháng 3, chính là cái ngày mà thằng FTSE trong vì ngắn hạn thì nó anh FTSE là cái tái cấu trúc của gọi là tái cơ cấu của ETF á, nó sẽ ảnh hưởng đến những nhà đầu tư ngắn hạn biến động thị trường, bởi vì nó có mua vào một số cổ phiếu mà tính 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 theo khối lượng là hàng triệu, và nó cũng bán ra một số cổ phiếu tính theo khối lượng cũng là hàng triệu, nên là ngắn hạn chắc chắn nó ảnh hưởng. Vì vậy nếu những anh chị nào mà không ưa rủi ro thì nên chờ sau khi kỳ cơ cấu để giao dịch, còn những anh chị nào mà ưa rủi ro thì có thể chờ là ngày 3 tháng 3 nó công bố kết quả thì anh chị có thể là xem xét những cổ phiếu cần giao dịch. Những cổ phiếu nào không ảnh hưởng đến đợt cơ cấu thì anh chị cứ giao dịch bình thường, không việc gì mà phải sợ. Về mặt thị trường, nó càng biến động thì càng có nhiều cơ hội. Trong cái nguy cơ, trong cái rủi ro thì nó tiềm ẩn những cơ hội. Đúng không anh chị? Đúng không ạ? 111 cái like nghe có vẻ hơi ít, anh chị cho em thêm vài cái like nữa. Like nhiều, chia sẻ nhiều, em mới có động lực để làm. Rõ ràng thị trường đang giảm, nhưng ở đây hôm nay sẽ là cái câu chuyện xanh bó đỏ lòng. Anh chị nhìn thấy Vietcombank, CTG và BIDV bắt đầu tăng lại. Bắt đầu dừng, có dấu hiệu của chuyện dừng đà giảm, Hoa Sen, Hòa Phát cũng đang dừng đà giảm giống như em nhận định dự báo. Những cổ phiếu nào chưa giảm nó sẽ giảm, mà những cổ phiếu nào giảm xong rồi thì nó sẽ tăng. Đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Tất lẽ tất nhiên nó là như vậy, thị trường vận động nó là như vậy, không thể sai được. Không thể sai được. Và anh chị nếu như những nhà đầu tư nào mà có quan tâm tới Vinamilk á thì nó không giảm được nhiều nữa đâu, chờ khi F&N mua hết 21,7 triệu cổ phiếu nó sẽ tăng lại, anh chị canh cái vùng đó cho em, xác suất đúng là lên tới 80% anh chị. Đó là về Vinamilk. Về thứ ba nữa đó là anh chị có quan tâm đến hàng không Việt Nam đang có thằng thằng công ngân hàng Techcombank nó bán HVN, thì anh chị cứ chờ cho thằng này nó bán gần xong anh chị vào xúc xúc mạnh, giống như cái đợt mà ESOP của ga ấy, cổ phiếu gas á, đợt ESOP về thì ôi ôi gas giảm, gas bị nó bán te tua, nhưng mà sau khi mà hấp thụ hết cái cục ESOP thì nó sẽ tăng. Và hàng không Việt Nam nó cũng sẽ là như vậy. Vietnam Airlines ấy, anh chị, hết cái cục của Techcombank bán, nhưng mà ngày bán đăng ký của nó hơi dài nha, nhưng anh chị có thể ngồi đếm được cái khối lượng nó bán được anh chị ạ. Đếm đi, đếm và nó hấp thụ hết cục đó thì nó sẽ tăng lại. Đó là cái gọi là tại sao mà có những cái bài chia sẻ em nói với anh chị là hãy suy nghĩ như một người lớn tuổi, nhưng hãy đầu tư như một cậu bé thôi, đừng làm phức tạp vấn đề của thị trường lên. Thị trường không quá phức tạp như anh chị nghĩ đâu ạ, nó rất là đơn giản thôi, nó lên thì nó xuống thì nó lên, nó vận động như vậy. Về mặt dài hạn thì những cổ phiếu nào nó là xu hướng dịch chuyển tăng thì nó cứ lên một thời gian nó xuống một chút, nhưng mà cứ hai lên một xuống, hai lên một xuống. Còn anh nào mà là cổ phiếu rác, cổ phiếu xấu, cổ phiếu bẩn, cổ phiếu mà gọi là đi vào chu kỳ đi xuống thì nó cứ ba xuống hai lên, nó cứ xuống ba cái lên hai cái cho anh chị kỳ vọng nó xuống tiếp, nó cứ vậy thôi. Nó vận động rất đơn giản, rất là dễ thương, nó là gọi là vận động rất là không 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 quá phức tạp vấn đề lắm anh chị ạ. Còn thị trường không có gì phải lo lắng đâu, em cảm nhận thị trường không có gì lo lắng đâu. Hôm nay thì có khả năng là thị trường đỏ, đỏ bởi vì sao? Đỏ bởi vì Vinamilk nó giảm, đỏ bởi vì gas nó giảm, có thể là hàng không Việt Nam nó giảm, Masan nó giảm, thì mấy cổ phiếu to thì nó giảm, Bảo Việt nó giảm nữa. Nhưng mà những cổ phiếu mà các anh chị nắm trong danh mục nó lại tăng, nên là đỏ gọi là đỏ vỏ mà xanh lòng, chẳng có gì phải ngán cả. C2 thì nó tăng nhiều, hôm nay nó chứng lại tí. Chỉ có một cái con cổ phiếu mà em không biết là nó đánh đấm kiểu gì mà nó lên quá trời mà đoán không nổi luôn, đó là con Hòa Bình. Nó lên 52 rồi, đấy. Nhưng mà em vẫn có những dự báo cho những cổ phiếu đó. Nhiều người bảo em báo chí là nói phét, không biết đừng đầu tư những cổ phiếu như giá nhỏ như nào. Em đã từng book một cái hình là đầu tư giá nhỏ như nào. Và thậm chí bây giờ em có thể book luôn anh chị là em có nắm giữ Hòa Bình bao nhiêu ngàn cổ phiếu luôn cho anh chị. Nhưng mà cái chuyện đó không cần phải khoe. Nhưng mà Hòa Bình sẽ đâu đó bèo nhất thì cũng phải được 55. Đó anh chị coi. 55. Đất xanh thì trên 20. Đất xanh thì sẽ trên 20. Bởi vì đơn giản là đất xanh đợt này theo dự báo là sẽ được mua vào 4 triệu cổ phiếu lần mà. Nhiều mà, 4 triệu cơ mà. Còn Hòa Bình thì cũng được thêm thêm mới. Pharos thì câu chuyện của Pharos thì đúng là thua rồi. Lần này đúng là anh quyết em phải phục, anh quyết sát đất luôn. Nếu như đúng như dự báo là FTSE thêm rốt vào 3 triệu cổ phiếu thì riêng 3 triệu cổ phiếu Pharos mà FTSE định mua thì đã cho anh quyết 450 tỷ rồi. 450 tỷ rồi, mà câu chuyện đó là câu chuyện đúng là chỉ có Thánh mới làm được cơ hội, chứ còn những doanh nghiệp bình thường đố làm được luôn đấy. Đừng nói đừng có dễ mà khi dễ Pharos lên rất tốt. FLC ngày hôm qua thì vượt đỉnh nên là chắc khả năng vấn này hôm nay đang tăng đúng như em dự báo luôn, 7.9 rồi.
Hôm qua khớp lệnh 24 25 triệu cổ phiếu thì làm gì hôm nay không tăng? Con này khả năng cao sẽ bò về mệnh giá. Em nói cho anh chị, nó là cả một năm, 2 năm từ năm 2014 nó giảm giá, thì đương nhiên câu chuyện nó tăng giá là chuyện đương nhiên. Đó là tính trading và tính đầu cơ. Em không nói là đầu tư. Phải phân biệt rạch ròi, em đang đó nói là gọi là gì, gọi là linh hoạt và đầu tư theo cái phương pháp gọi là nhanh, phản ứng nhanh và lẹ với thị trường. Thì đó là những cổ phiếu, đó là những cổ phiếu tiềm ẩn những cái dư địa kiếm lợi nhuận. Nhưng phải hiểu luôn là anh chị đang chơi cái gì, hãy hiểu mình đang cầm con dao gì, hãy hiểu mình đang cầm con dao gì anh chị ạ. Ok, anh chị có muốn nghe em chia sẻ nữa không ạ? Nếu muốn thì cho em lại vài cái bình luận để em biết được rằng là em vẫn đang chia sẻ với anh chị. Có một số bạn đang hỏi em nhưng mà em đang chia sẻ nên là cũng hơi khó cho em, là em không 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 tiện trả lời lắm, để chút xíu nên em trả lời sau. Để chút xíu em trả lời sau. Em chia sẻ với mọi người thì mọi người cũng chia sẻ giùm em. Tại sao mọi người chỉ nghe mà không chịu chia sẻ giùm em? Không, cái này là em cũng chia thật. Em chia sẻ, em sẵn sàng chia sẻ tất cả những thứ gì em biết, em hiểu về thị trường tài chính cho các anh chị nghe em nói. Tại sao các anh chị không like cho em, không chia sẻ và không bình luận cho em? Chúng ta không chơi với nhau win win, tức là không cùng nhau là cố gắng gọi là động viên nhau, thì làm sao em có động lực để em làm tiếp, em chia sẻ tiếp cho các anh chị được ạ? Đúng không các anh chị? Nên những bạn trẻ, những bạn đang là sinh viên đang nghe em nói, vui lòng là không tiếc gì một cái like, không tiếc gì một cái click chia sẻ, cũng chẳng tiếc gì một cái bình luận. Chỉ cần gõ cái dấu chấm, dấu phẩy, một cái bình luận của anh chị nó có ý nghĩa động viên. Tại sao anh chị không làm chuyện đó? Một người có thể bình luận được 50 cái bình luận hơn anh chị. Bình luận, làm sao không bình luận? Bởi vì bình luận chẳng có view như là đơn giản chỉ là một cái mặt cười, một cái thank you, cảm ơn. Chúng ta cùng nhau gọi là xây dựng một cái cộng đồng, gọi là bây giờ chính phủ còn đang xây dựng một cái chính phủ kiến tạo, thì tại sao chúng ta không phải là những người đi đầu trong cái câu chuyện xây dựng một cái cộng đồng gọi là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy nhau làm những việc tích cực hơn, tốt hơn cho cuộc sống? Hay là chúng ta chỉ nhăm nhăm là chị là nhìn thấy thằng khác nó bán hàng, nó chia sẻ hay là gì đó thì cứ nhăm nhăm, là không thể thằng cho thằng hàng xóm là giàu hơn thằng nhà mình được, mong cho bê hay bò nhà hàng xóm nó chết bớt đi vài ba con. Tư duy đấy là tư duy cú mềm rồi các anh chị ạ. Em rất chân thành và gọi là rất thẳng thắn, nó là tư duy như vậy, là tư duy cú mềm rồi, cú từ lâu lắm rồi, đúng không các anh chị? Em đùa thôi, em đùa thôi, em đùa thôi. Dạ. Vẫn tiếp tục, thị trường đang vẫn 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 có những cái dấu hiệu của chuyện là Vinamilk tiếp tục giảm kìa. Vinamilk 129.8, ga giảm lại 62.4. Hàng không Việt Nam giảm 1.2, Masan giảm 0.35, đó là nguyên nhân chính của việc thị trường đang đỏ. Và em nói thật là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì phần lớn chả có ai có mấy cái cổ phiếu đó đâu, rất là ít. Nên là không cần quan tâm thị trường, nói chuyện tiếp, trao đổi tiếp. Hôm nay em ngồi ở nhà, hôm nay thì hơi mệt. Hôm nay nói chung hơi mệt nhưng mà lại cũng hay thích nói chuyện. Hơi mệt nên không đi làm. Chưa lên công ty chứ không phải là chuyện không, chiều em sẽ lên công ty. Mạng của em có yếu lắm không ạ? À? Chắc là cũng bình thường đúng không anh chị? Về cơ bản là như thế. Hôm nay là 24 thì cái nhóm của chúng ta sẽ kết thúc thu phí và chốt danh sách nhóm vào ngày 28 cuối tháng luôn. Nên là anh chị nào mà chưa có tham gia đóng phí thì vui lòng chuyển phí cho bên cộng tác viên sớm. Đó là chuyện thứ hai, chuyện mà em cũng muốn là anh chị quan tâm thì có thể sẽ thực hiện sớm. Cái thứ ba nữa là những anh chị nào của nhóm tháng 2 mà không không tham gia nhóm tháng 3 nữa thì vui lòng để lại cho bọn em một cái ân huệ, đó là nhắn cho bọn em, gửi phản hồi cho bọn em một cái mail về vài cái ý gọi là góp ý để bọn em làm tốt hơn trong tháng 3 và tháng 4 sắp tới. Đây là cái xin về mặt ân huệ đấy. Những anh chị nào có tham gia tháng 2 mà tháng 3 không tham gia nữa thì vui lòng là vì những cái chia sẻ rất là tích cực của em thì cũng cố gắng cho em một cái chia sẻ bằng việc gửi lại cho bọn em một cái mail về việc một vài cái ý và đóng góp ý kiến phản hồi cho bọn em để bọn em tiếp tục xây dựng.
cái nhóm ngày một phát triển và thành công hơn, giúp ích được nhiều người hơn, được không anh chị? Cảm ơn các anh chị ạ. Hôm nay thì em xin là được dừng trực tiếp ở đây, cũng mong rằng là cái video này của em thì sẽ được nhiều người nghe, nhiều người nghe. Thì chỉ để mong được nhiều người nghe thì chỉ có bằng cách là các anh chị mỗi người chia sẻ, mỗi người bình luận, mỗi người like. Thì mục đích của chuyện là không phải là em nghiện like chia sẻ đâu, mà em chỉ mong rằng là anh chị góp tay góp sức với em để em chia sẻ những cái thứ đó, để Thắng chia sẻ những cái thứ kiến thức của Thắng cộng với lại cái nhóm của Thắng đang làm tới nhiều nhiều thật nhiều những anh chị em mà có đam mê chung với cái nghề này. Cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian buổi sáng gần 1 tiếng đồng hồ ngồi nghe em huyên thuyên nói chuyện bậy bạ. Em lại quay sang đi xem Tam Quốc Diễn Nghĩa đây anh chị. Có anh chị nào xem chung Tam Quốc Diễn Nghĩa thì cùng xem nhá. Chào các anh chị ạ.